Xin chào tất cả bạn, tôi Khôi đây. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn cự môn can quý hóa quyền. Cự môn là sao điều tiếng thị phi. Sau khi hóa quyền, sẽ khiến điều tiếng thị phi biến thành lời nói có sức thuyết phục. Cho nên cự môn hóa quyền yếu hơn cự môn hóa lộc. Hóa lộc bất quá chỉ làm cho lời nói, lời ngon tiếng ngọt, ngôn từ dễ nghe mà thôi. Cự môn không hóa khoa cũng vì lý lẽ này, bởi vì lời nói biện luận trước sau chẳng tin được. Cự môn hóa quyền thích hợp với những nghề nghiệp cần đến tài nói chuyện như luật sư, ngoại giao, giáo dục, bán hàng, chào hàng, đại lý bán lẻ. Cũng nên suy tính đến những nghề biểu trưng cho trạng thái xã hội như người điều khiển chương trình, ca sĩ, diễn viên. Nữ mệnh vốn không ưa cự môn vì dễ xảy ra sóng gió trắc trở trong tình cảm. Hóa lộc không thể cải thiện đặc tính này, nhưng sau khi hóa làm sao quyền thì lại có thể giảm bớt sóng gió trắc trở, bởi vì có thể tự khống chế tâm trạng của mình. Cự môn là ám tinh, thường có khuynh hướng biểu hiện cái tôi, nhưng sau khi hóa quyền thì lối biểu hiện cái tôi sẽ khiến cho người ta chấp nhận hơn, hoặc có thể nói dễ làm cho người ta tiếp nhận sự vẻ vang của mệnh tạo. Do duyên cớ này, cự môn hóa quyền có thể nằm tăng sức ảnh hưởng đối với người chung quanh và địa vị xã hội của người này. Tùy theo mức độ của tầm ảnh hưởng mà thu vào tài phú nhiều hay ít, địa vị xã hội theo đó mà được nâng cao. Cự môn hóa quyền hội Thái Dương chưa chắc chủ về được người ngoại quốc hay người ở phương xa phù trợ, chỉ chủ về làm tăng mức độ tiếp nhận của mọi người về biểu hiện của mệnh tạo, khác với Thái Dương hóa quyền hội cự môn hóa lộc. Cự môn độc tọa hóa quyền là hai cung Tý hoặc Ngọ, khắc sẽ có lộc tồn nồng độ hoặc về chiếu, tối cung là thiên cơ, tương hội Thái Dương độc tọa và mượn thiên đồng thiên lương để hội hợp. Nhóm tinh hệ này đã cấu tạo thành cái cục thạch trung ẩn ngọc, nhất là cự môn ở cung Tý được hợp tồn nồng độ, có Thái Dương ở cung Vượng hội hợp, vì vậy tốt hơn cự môn ở cung Ngọ. Ở cung Ngọ thường thường chủ về ở xa quê hương, khắc phúc ở tha hương. Liên quan đến tính chất tinh hệ này đã thật nhiều ở các mục nói về cách cục thạch trung ẩn ngọc. Xin tham khảo ở phần 1. Ở đây cần phải nhấn mạnh thêm một lần nữa, hàm là cách cục thạch trung ẩn ngọc thì trong đời người không nên ngồi ở vị trí cao. Lưu niên hay đại vận mà gặp tinh hệ này cũng chủ về có cơ hội để biểu hiện bản thân, mà còn được người ta tiếp nhận, nhưng không được vì vậy mà dương dương đắc ý. Thiên đồng cự môn đồng độ hai cung Sửu hoặc Mùi, cự môn hóa quyền có thiên cơ và mượn Thái Dương thiên lương để hội hợp. Cung mệnh ắt sẽ gặp kình dương hoặc có kình dương đàn na hộ chiếu. Nhóm tinh hệ này chủ về tay trắng làm lên, phải trải qua gian khó mới có thành tựu. Mức độ thành công cũng tùy thuộc vào biểu hiện của bản thân mệnh tạo. Vì vậy, đang âm thầm nặng nề đột nhiên phát lộ ánh sáng rực rỡ là đặc điểm của tinh hệ này. Cần chú ý, thiên đồng cự môn ở cung Sửu thì cung huynh đệ là tham nam hóa kỵ, còn bị kình dương đàn na giáp cung, do đó còn chủ về sau khi phát vượt lên ắt sẽ hướng đố kỵ, dẫn đến bất hòa với đồng sự hoặc người hợp tác. Nữ mệnh gặp nhóm sao này thường dễ bị người khác đoạt tình,
nên cần phải lưu ý sinh hoạt hôn nhân. Thái dương cự môn đồng độ ở hai cung dần hoặc thân, cự môn hoặc quyền, cung tam hợp mượn thiên cơ thiên lương và thiên đồng thái âm, mà thái âm át sẽ hóa khoa, có kèm độc tồn hội chiếu. Nhóm sao này đặc biệt lợi về pháp vi tài ăn nói. Nữ mệnh vốn bất lợi về hôn nhân, nhưng nhờ cự môn hóa quyền khiến hôn nhân chuyển thành tốt đẹp, còn giảm bớt rắc rối về tình cảm, nhưng vẫn chủ về kết hôn muộn, không nên chọn lầm đối tượng lúc còn quá trẻ. Nếu nam mệnh có cung cu rê gặp vân xương, vân khúc và lộc tồn, sẽ chủ về nhờ vợ mà có tiền của, được nhạc gia nâng đỡ mà phát triển sự nghiệp. Thái dương cự môn trong nhóm tinh hệ này ý nghĩa cơ bản là tài ăn nói, còn là người ngoại quốc hay người ở phương xa. Tính chất của tinh hệ biến hóa rất lớn, nên rất thích hợp công việc ngoại giao. Nếu gặp các sao đào hoa thì có thể thích hợp với nghệ thuật biểu diễn, gặp các sao khoa văn thì thích hợp làm công việc trong giới quảng bá. Thiên cơ cự môn đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, cự môn hóa quyền ắt sẽ gặp Bình Dương hoặc Đà Lạt. Cung tam hợp là mượn Thái Dương Thái Âm mà Thái Âm hóa khoa và thiên đồng độc tọa. Nhóm tinh hệ này đặc biệt lợi về thăng chức và cách tranh. Sau khi hóa quyền, thậm chí có thể lấy cách cục dương nương xương lộc để so sánh, hoàn toàn thiếu bản chất nghiên cứu thâm trầm, vì vậy không có ý vị cạnh tranh học thuật. Cự môn hóa quyền ở cung độ này đối với nữ mệnh cũng có thể khiến cho hôn nhân biến thành ổn định, nhưng vẫn bất lợi nếu kết hôn sớm. Ở đại vận hoặc lưu niên mà gặp tinh hệ này, thường thường nhờ ám lực, lực ngầm mà chuyển biến theo hướng tốt lành. Vì vậy, không nên truy cầu địa vị cao, nếu không sẽ không được lâu dài. Cự môn độc tọa là hãm ở hai cung Thìn hoặc Tuất. Cự môn ở cung Thìn gặp lộc tồn, thiên đồng ở đối cung. Tam phương là Thái Dương độc tọa và mượn thiên cơ Thái Âm mà Thái Âm hóa khoa. Cự môn rất kỹ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, thường thường bản thân vất vả mà ít có người trợ lực. Sau khi hóa quyền có thể cải thiện tính chất lạc hãm ở thiên la địa võng, vì vậy sau khi trải qua gian khổ thì có thành tựu mà còn cần phải nỗ lực. Nếu chỉ trông chờ gặp cơ hội phát đột ngột thì cảnh tốt cũng không được lâu dài. Điều đáng chú ý là thiên cơ Thái Âm đồng độ ở cung Phú Thê mà Thái Âm hóa khoa, có thể thành cách cục đan trì quế trì, tức trong cung gặp văn xương văn khúc, chủ về được nhạc gia nâng đỡ. Cư môn độc tọa hai cung Tỵ hoặc Hợi đối nhau với Thái Dương, có thiên cơ độc tọa và thiên đồng độc tọa hội hợp, cung mệnh sẽ gặp Bình Dương Đà Na hoặc có Đà Na cùng bay đến. Kết cấu sao dạng này cũng chủ về phát huy tài ăn nói, nhưng không tốt bằng cự nhật đồng cung. Cự môn hóa quyền chỉ cái thiện tính chất bất lợi về cha. Cự môn hóa quyền chỉ cái thiện tính bất chất bất lợi về cha, khiến lúc nhỏ phần nhiều đều có đường đời rất gập ghềnh, có lúc lại biểu trưng cho sinh ly từ biệt với cha, nhưng vẫn được tài sản cha nuôi dưỡng. Ở đại vận hoặc lưu niên mà gặp cự môn hóa quyền ở hai cung Tỵ hoặc Hợi, không có cát lợi đặc biệt gì, có lúc chỉ là cơ hội để biểu hiện bản thân. Và sự chia sẻ của tôi hôm nay về cự môn can quỷ hóa quyền xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.